Sedan hạng B cho gia đình chọn Toyota Vios hay Mazda 2? Toyota Vios có ưu thế về giá bán cùng không gian rộng rãi. Trong khi đó Mazda 2 nhỉnh hơn về mặt công nghệ với nhiều trang bị tiện nghi và an toàn. 2020 sẽ là một năm cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc xe sedan hạng B khi lần lượt nhiều cái tên được nâng cấp mới, trong đó cuộc chiến giữa Toyota Vios và Mazda 2 được kỳ vọng sẽ khiến cho phân khúc thêm phần sôi động. Toyota Vios là cái tên mở đầu với các phiên bản, được bổ sung trang bị tiện nghi vào hồi tháng 1, còn Mazda 2 vừa ra mắt vào đầu tháng 3 gây chú ý khi sở hữu các công nghệ cao cấp hơn các đối thủ. Cả hai dòng xe đều có nhiều phiên bản, để đáp ứng những mục đích sử dụng khác nhau. Riêng hai phiên bản Vios 150 CVT và Mazda 2 Premium phù hợp với nhu cầu sử dụng cho gia đình khi có giá bán tầm 600 triệu và có trang bị tiện nghi tương đối bài viết thực hiện trên phiên bản sedan của hai mẫu xe Vios và Mazda 2. Vios kinh tế, Mazda 2 hiện đại. Phiên bản 1.50 CVT của Toyota Vios 2020 vẫn có giá đề xuất ở mức 570 triệu, trong khi đó dòng xe cỡ nhỏ của Mazda nay trở thành cái tên đắt đỏ nhất phân khúc. Cụ thể, Mazda 2 2020 phiên bản Premium có giá 649 triệu đồng, cao hơn mẫu xe đồng hương gần 80 triệu. Đổi lại, với khoản tiền tranh lệch này người mua Mazda 2 sẽ nhận lại thiết kế trẻ trung, nhiều trang bị cũng như tính năng hỗ trợ người lái tốt hơn so với Vios. Chi tiết đáng tiền hơn cả ở ngoại thất của Mazda 2 Premium là đèn chiếu sáng LED thông minh có khả năng tự động điều chỉnh ánh sáng theo điều kiện di chuyển và không gây chói mắt các phương tiện khác. Trong khi đó, Vios 1.5 CVT chỉ trang bị đèn halogen dạng bóng chiếu. Một điểm khác biệt nhỏ nữa là Mazda 2 Premium dùng mâm xe hợp kim 16 inch, còn Vios 1 CVT trang bị la-zăng 15 inch. So sánh nhanh về kiểu dáng, Mazda 2 2020 có phần trội hơn với thiết kế ngoại thất hiện đại. Và trẻ trung, ngôn ngữ thiết kế đang được áp dụng trên Mazda 3 mới. Toyota Vios 2020 không khác biệt so với phiên bản cũ. Trung tính và không có nhiều điểm nhấn nổi bật. Xét đến các thông số kích thước, Vios ngắn hơn nhưng rộng và cao hơn so với Mazda 2. Tuy nhiên Mazda 2 lấy lại ưu thế ở khoảng sáng gầm và bán kính quay vòng, hai thông số cho phép Mazda 2 di chuyển linh hoạt và cơ động hơn trong đô thị. Vios rộng rãi hơn, tiện nghi tương đương. Mặc, dù chiều dài cơ sở kém hơn đối thủ 20mm, nhưng Vios có cách bố trí nội thất thoáng, đẳng, và cho cảm giác rộng rãi hơn so với Mazda 2. Chiều rộng thân xe cũng tốt hơn, nên hàng ghế thứ hai của Vios đủ chỗ cho ba người lớn ngồi cùng nhau. Còn trên Mazda 2, không gian phía sau chỉ vừa phải, và thoải mái, nếu đi hai người lớn cùng một trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, nhờ kích thước tổng thể to hơn. Nên khoang hành lý của Toyota Vios có dung tích lớn hơn Mazda 2, cụ thể là 560 lít so với 440 lít. Ở mặt tiện nghi, Toyota Vios 2020 không còn chịu cảnh thua thiệt so với các đối thủ như trước, bằng chứng là Vios 150 CVT nay sở hữu danh sách tính năng giải trí tương đồng với Mazda 2. Chẳng hạn như, màn hình cảm ứng 7 inch, đầu DVD, kết nối Apple CarPlay sáu loa, điều hòa tự động một vùng, nút bấm khởi động ga tự động, cảm biến góc trước sau. Mazda 2 vượt trội về vận hành và an toàn. Mazda 2 2020 dù chưa cải thiện, được hạn chế về mặt không gian, nhưng Mazda 2 vẫn trội hơn về mặt trải nghiệm lái và hỗ trợ người lái. Trước hết, cùng dung tích 1.5 l, nhưng động cơ Skyactiv-G của Mazda cho công suất 110 mã lực và mô men xoắn 144 Nm cao hơn thông số 107 mã lực và 140 Nm từ động cơ 2 NAFE của Toyota, Mazda 2 Premium còn nhẹ hơn Vios 150 CVT, khối lượng hai mẫu xe lần lượt là 1074 và 1110 kg. Về phần hộp số Phiên bản Vios cao cấp nhất trang bị hộp số vô cấp CVT có giả lập các cấp số trong khi Mazda 2 Premium sử dụng hộp số tự động 6 cấp và có tích hợp lẫy chuyển số trên vô lăng. Ngoài ra, Mazda 2 có thêm hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao giảng việc Plus, chế độ lái thể thao Sport, hiển thị vận tốc trên kính lái, và chức năng bật tắt động cơ thông minh e-stop. Toyota Vios 150 CVT chỉ nhỉnh hơn đối thủ về số lượng túi khí. Còn lại Mazda 2 Premium chiếm ưu thế hoàn toàn khi so sánh đến yếu tố an toàn, danh sách những tính năng chỉ Mazda 2 có trong phân khúc xe hạng B gồm, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi ACTA. Cảnh báo lệch làn đường LDWS, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước sau SCBSFNA và nhắc nhở người lái nghỉ ngơi DAA. Toyota Vios thực dụng, Mazda 2 phá cách. Toyota Vios nâng cấp 2020 vẫn là lựa chọn thích hợp dành cho những ai thích kiểu ô tô thực dụng kiểu Nhật với không gian rộng, rãi tiện nghi đủ, dùng cùng chi phí sử dụng hợp lý. Trong khi đó, Mazda hai đời mới có giá bán cao, nội thất không thực sự rộng rãi nhưng sẽ là phù hợp với nhóm khách hàng chú trọng thiết kế mới mẻ và nhiều công nghệ an toàn bạn hãy tham gia bình luận dưới video về chủ đề này nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại